Cô chú anh chị và các bạn ơi, tới công chuyện nữa. Bây giờ á, Tấn sẽ quay một căn nhà vườn, là vừa có nhà vừa có vườn luôn, diện tích rất là rộng, tới 700 mét vuông lận. Bây giờ chủ người ta kẹt tiền muốn bán gấp, cho nên là giảm 300 triệu so với trước đây. Kênh Nhà Đất Việt Nam xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hiện tại Tấn đang có mặt ở ấp Phước Đông, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, Tây Ninh, sẽ quay chia sẻ một căn nhà vườn. Căn nhà này là có tới 4 cái phòng ngủ. Nhà mặt tiền đường nhựa hướng chánh nam. Cái đường nhựa này lộ giới tới 20 mét lần này cô chú anh chị. Và đây chính là căn nhà vườn đang cần bán. Chủ người ta không có ở đây á cô chú anh chị. Cỏ nó mọc lên quá chừng luôn ha. Nay mùa mưa mà. Đó, nhà vườn xây theo kiểu chữ L nha, bên trong có 4 phòng ngủ, rồi trước sân là có trồng cây ăn trái đâu nè, cây xoài, cây vú sữa, cây bông sứ, có làm hàng rào, cổng rào rồi ha. Nhà hướng chánh nam luôn, phong thủy tốt, trong khu dân cư rất là đông luôn. Diện tích á thì chiều ngang là đúng 8 mét nha, đầu 8, đuôi 8. Còn cái chiều dài á, khi mà chưa trừ lộ giấy đường nè, là cái chiều dài tới 95 mét. Còn nếu trừ cái lộ giấy ra thì cái chiều dài là 87 mét. Cô chú anh chị thấy nó dài dữ dằn chưa? Chưa trừ lộ giới là nó tới 95 mét. Còn trừ lộ giới thì nó là 78 mét. Ồ quên, trừ lộ giới là nó tới 87 mét lận. Cái đường này lộ giới là tới 20 mét lận nha cô chú anh chị. Đường nhựa nè. Đó, nhà trong khu dân cư đông. Nhà hàng xóm ta mới xây nè. Đó, quá chừng đông luôn. Thì cái đường này là đường thông nha. Đi tới đây ngay khúc cua nè, quẹo trái ra là ra đường liên xã, ra ủy ban xã Long Phước. Đường có đèn đường luôn. Đây anh chị coi đường này lộ giới bự, nó vô tới cái trụ điện bên trong luôn ha. Đó là mai mốt nhà nước mở đường vô tới trụ điện luôn á. Rồi còn đi hướng này nè, bên đây thì anh chị thấy nhà cửa quá chừng nè. Đó thì đây mình đi ra 250 mét là cái ngã tư, quẹo phải 200 mét là trường tiểu học, trường cấp 2, trường mẫu giáo và ủy ban xã Long Phước, công an, trạm y tế, là cách chỗ này có 500 mét thôi. Đó. Nhà làm hàng rào, cổng rào đồ này kia, nói chung là bài bản. Có điều là nay mùa mưa, chủ là ở Sài Gòn nha, không có ở đây để dọn dẹp á, cho nên là cỏ nó mọc lên quá chừng luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Cổng rào, hàng rào ha. Giá bán 1 tỷ 230 triệu là trọn gói cả nhà và đất. Tổng diện tích đất là 700 mét vuông. Hiện tại là đất cây lâu năm, xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch thì chỗ này full màu hồng luôn, tức là cô chú anh chị có thể lên hết 700 mét vuông thổ cư cũng được, hoặc là chúng ta lên 100 thôi hoặc 200 thôi cũng được nha, muốn lên nhiều lên, nói chung là lên full thổ cư được đó. Rồi đây là nhà hàng xóm đối diện nè anh chị, đối diện là một căn nhà đẹp cũng mới xây luôn đó. Ở đây là xã Long Phước của huyện Bến Cầu. Ở huyện Bến Cầu này có 5 xã bắt đầu bằng chữ Long nha. Long Phước, Long Giang, Long Khánh, Long Chữ và Long Thuận. Cho nên ở đây được mệnh danh là vùng đất Ngũ Long. Vùng đất Ngũ Long ha, nghe cái tên là thấy phong thủy tốt rồi. Rồi, chiều ngang đúng 8 mét nha cô chú anh chị. Giáp bên hai bên hàng xóm là đều có hàng rào 40 nha. Ở sau lưng là cũng có hàng rào luôn, ranh giới rõ ràng. Rồi, chúng ta vô coi nhà thôi. Cỏ nó mọc tới đầu gối mình luôn anh chị. Đây, bên đây có cây bông sứ rồi nè. Còn bên đây là có hàng cây ăn trái ha. Nói chung nhà vườn mà, chữ L nữa, rộng rãi, cây xoài nè, cây vú sữa nè. Rồi trước nhà có trồng cây mai nữa nè, cây đu đủ, rồi bên trong là có mấy cây xoài, cây vú sữa nữa. Đó, bên hành lang bên hông đó. Rồi còn cái sân vườn ở phía sau là rất là rộng luôn nha cô chú anh chị. Đây, thì chị Uyên chủ nhà là có đưa cái chìa khóa nhà cho anh của chị Uyên ở gần đây giữ, nhưng mà bữa nay anh của chị Uyên đi Sài Gòn rồi, cho nên là không có mở cái cửa chính này được, đang có cái ổ khóa này cô chú anh chị. Đó, đó thì anh chị coi mặt dựng ha, chúng ta sẽ đi vô bằng cái cửa bên phía chữ L, cửa bên đó mở được nha. Đó, máy che rồi nè, mặt dựng rồi nè. Nước sơn tường là chủ có sơn mới lại á cô chú anh chị. Rồi gạch men ha, lát nền là gạch men. Giáp bên hông nhà hàng xóm mới xây nè. Đó, thì có hàng rào. Nói chung là ranh giới rõ ràng nha. Để mình coi căn nhà này xây chiều ngang là mấy mét nha cô chú anh chị. Đất á, là chiều ngang 8 mét á. Còn nhà này coi nhiêu mét nha.
1, 2, 3, 4, 5. Đó, cái căn nhà chính là ngang 5 mét nè. Rồi bên phía chữ L nữa. Đây, bây giờ chúng ta qua bên đây ha. Cái cửa bên chữ L là mở được, cho nên mình sẽ đi vô cửa đó ha. Nè, có cây xài nè, cây vú sữa nè. Phòng khách thì có hai cửa sổ luôn nè cô chú anh chị. Đó, bên hông bên đây có, bên kia cũng có luôn. Nhà chưa có la phong nha. Đây, cây vú sữa nè, cây xài đó nè. Nhà xây tô lăng bê bên hông rồi, bên ngoài đồ hết luôn. Thì cái sàn này á, anh chị có thể là tráng xi măng, hoặc là lát gạch sân vườn, hoặc là chúng ta rải đá mi á, là nó sạch sẽ, nó không có mọc cỏ à. Nhà hàng xóm kế bên ta cũng mới xây nha. Rồi, đây là cái cửa bên phía chữ L nè. Rồi, mình đã vô được bên trong phòng khách của căn nhà rồi nha. Đi bên phía cái cửa chữ L đó anh chị, cửa bên đó mở được. Đây, cái phòng khách thì cô chú anh chị thấy rất là rộng luôn nè. Nhà thì chưa có la phong ha, bên trên là trống trải như vậy đó. Xây tường thì có tô, có sơn rồi. Đó, có chừa bên trên để la phong đó. Này anh chị mua lại chúng ta đầu tư thêm khoảng 150 triệu nữa là nhà này sẽ đẹp lại ha. La phong thêm nè, có thể là dán gạch, dán tường thêm, rồi rải đá mi cái xanh hay là lát gạch sân vườn rồi đó, cho nó sạch đẹp ha. Phòng khách thì rộng rãi, có hai cửa sổ hai bên luôn. Đó. Điện thì chủ nhà lâu không có ở đây cho nên cắt điện rồi nha anh chị. Rồi, nhà này là có tới 4 phòng ngủ luôn. Anh chị coi cái hành lang nè. Đó, dọc theo cái hành lang nha. 1, 2, 3, 4, 4 cái phòng ngủ. Và phòng ngủ nào cũng có cửa sổ hết trơn á. Đây. Phòng nào cũng có cửa sổ ha. Phòng ngủ thì mình đánh giá là nó rất rộng rãi luôn. Do là cái diện tích đất nó bự á anh chị, cho nên là xây dựng nhà rất là thoải mái luôn. Cái hành lang nó cũng rộng nữa. Đây. Đó, nhà rộng rãi ha. Đây anh chị coi cái hành lang nè. Cái hành lang này rộng khoảng 1,5 m luôn nha anh chị em. Mình có thể để mấy cái võng đây để nằm nghỉ trưa đồ cho mát cũng được. Phòng ngủ nào là cũng có cửa sổ hết luôn vậy đó. Tại vì nhà hàng xóm người ta xây á, người ta xây thục qua thuốc bên kia, nó không có liền tường á anh chị. Đó, bên phía đất trống bên đó là hàng xóm ta trồng mấy cây ăn trái rồi nè, trồng mấy cây chuối rồi nè, cho nên là mở cửa sổ đâu được. Mình nhắc lại cái giá bán nha. Chị Uyên, chủ nhà bán căn này, nhà này với giá là 1 tỷ 230 triệu, là bao gồm trọn gói cả nhà và đất ha. Rồi, bên đây là khu vực nhà bếp nè, nhà tắm toilet nè, có ô cửa sổ thông gió đồ này kia ha. Cái này anh chị la phong, rồi dán gạch dán tường đồ này kia nữa là đẹp. Đây có mấy cái cánh cửa là để đây. À, mấy cửa của phòng ngủ nha, mấy cánh cửa của phòng ngủ. Rồi, đây là bên phía chữ L nè. Đó, nhìn ra cái sân bên hông này rất là rộng luôn ha. Có trồng cây xài, cây vú sữa đồ này kia. Thì lâu ngày chủ nhà không ở đây cho nên cỏ nó mọc nè anh chị. Này mình cắt cỏ dọn dẹp là ok thôi. Rồi bên hông bên đây nè, thì cũng không có xây hết đất luôn nha, chừa ra mấy tấc luôn nè anh chị. Đó là để đi ra sân vườn phía sau được luôn á. Hàng xóm bên đây thì cũng không có xây liền tường phía đây luôn ha, cho nên là nhìn nó rất là thoáng. Hai bên hông nhà rất là thoáng luôn ha. Rồi bây giờ mình mở cái cửa đi ra phía sân vườn phía sau nè. 1 tỷ 230 triệu trọn gói cả nhà và đất nha. Ơi đây anh chị coi nè, cái sân vườn rất là rộng rãi, trống trải, bằng phẳng, sạch sẽ. Đó, thì nó dài tới cái vườn cao su phía sau luôn nha anh chị. Diện tích đất thì chiều ngang 8 nha, đầu 8, đuôi cũng 8 luôn. Còn cái chiều dài á, nếu mà trừ lộ giới đường ra thì cái chiều dài còn lại tới 87 m. Thì cái nhà này nếu mà tính từ mấy nhà chỗ mình đứng nè anh chị, dài ra tới cuối đất là còn khoảng 40-50 m nữa. Cái sân vườn quá chừng rộng luôn, cho nên nhà này làm nhà vườn á, anh chị ở đây rồi trồng cây ăn trái rồi, rất là đẹp nha. Nhà vườn là hợp lý, có xây tô xung quanh hết luôn. Rồi đi lại phía trước ha. Thì chỗ này á, là cách ba cái trường học nha, mẫu giáo cấp 1, cấp 2.
là chỉ có 500m thôi, cách ủy ban xã, công an, trạm y tế là cũng có 500m thôi. Ở đây là xã Long Phước, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Mấy cây xoài này cũng bự rồi đó anh chị, là có trái được rồi đó. À, hai nhà hàng xóm bên cạnh là đều là nhà mới xây hết luôn nha. Ở nhà hàng xóm bên cạnh bên đây là cô chú xây cái kiểu chữ L rất là rộng luôn. Đường có đèn đường nha cô chú anh chị. Nè, cái trụ điện nhà nước là cắm vô tới đây nè. Đó, là cắm vô ngang đây ha. Như vậy là cái lộ giới đường 20m á là vô tới đây ha. Còn cái nhà là chủ nhà xây thục vô tuốt trong này. Quá đã luôn. Đây mình thấy mấy nhà bên đây cũng mới xây nè cô chú anh chị. Nè, mấy nhà bên đây cũng mới xây nè. Ở đây đi ra 250m có ngã tư quẹo phải cái là tới mấy trường tiểu học liền nha. Trường tiểu học, trường cấp 2, trường mẫu giáo, ủy ban xã là sát bên luôn. Thì cái vị trí Google Map á, Tấn Sĩ ghim cái đường link và để trong phần mô tả nha. Giá bán nhà đất này là 1 tỷ 230 triệu. Liên hệ trực tiếp gặp chị Uyên chính chủ. Không có qua môi giới, không có qua trung gian gì hết nha. Kênh Nhà Đất Việt Nam Tấn Quay 100% là liên hệ chính chủ. Tấn không có làm môi giới, không có làm cò. Cho nên cô chú anh chị mua nhà đất trên kênh của Tấn á, là không sợ tốn tiền hoa hồng, không sợ tốn tiền chênh lệch, cũng không cần tốn tiền cà phê, cà pháo vậy đó. Gặp trực tiếp chủ luôn. Đây, anh chị xem lại ha. Đường lộ giới 20m, ngon lành. Nhà đất này hướng Nam, hướng Nam là hướng phong thủy tốt nữa nha cô chú anh chị. Đường thông nha. Đi ra hai hướng là nó đều thông ra đường liên xã Long Phước, Long Giang hết. Và nó thông ra đường quốc lộ 14C luôn nha anh chị. Đó, chỗ này là gần đường quốc lộ 14C. Từ ngoài tỉnh lộ 786 vô đây nè là khoảng 6 cây. Chỗ này cách thị trấn Bến Cầu á, đây xuống thị trấn Bến Cầu là khoảng 15 cây. Đi cửa khẩu Mộc Bài là 20 cây. Còn từ bến xe An Sương lên tới đây là 74 cây. Từ đây vô thành phố Tây Ninh 20 cây. Đi núi Bà Đen 30 cây. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng của nhà đất này cho cô chú anh chị coi nha. Đây là tờ sổ hồng của căn nhà đang cần bán nè cô chú anh chị. Mình sẽ xem cận cảnh cái sơ đồ nha. Nhà đất này là hướng chánh nam luôn. Đó, cái hướng chánh nam không có lệch đi đâu hết nha. Mặt tiền đường nhựa. Thì cái đường nhựa này nè là lộ giới 20m. Từ giữa đường vô mỗi bên là 10m. Diện tích đất chiều ngang đúng 8. Còn cái chiều dài á chưa trừ lộ giới là nó tới 95m. Còn trừ lộ giới thì cái chiều dài còn lại là tới 87m. Ở phía sau là chiều ngang cũng 8 luôn. Đầu 8, đuôi 8. Thì cô chú anh chị nhìn vô cái sơ đồ á, thấy nó rất là dài luôn nha. Làm nhà vườn tuyệt vời. Tiếp theo, thửa đất số 393, địa chỉ ấp Phước Đông, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 700,5m². Hiện tại là đất trồng cây lâu năm. Và cái phần ghi chú nè cô chú anh chị là có 56,2m² nằm trong cái lộ giới mở đường. Đó, thì khi mở đường á là cắt vô đất khoảng 7m3 nha. Bây giờ cô chú anh chị xem cái bản đồ vệ tinh tại khu vực nhà vườn đang cần bán ha. Ngay giữa màn hình luôn. Thì bây giờ Tấn sẽ chuyển sang cái bản đồ dự thảo quy hoạch từ đây đến năm 2030 cho cô chú anh chị xem. Nguyên khu vực này full màu hồng luôn nha cô chú anh chị. Kể cả cái vườn cao su ở phía sau nhà nè là cũng được lên thổ cư luôn đó. Đó, khu vực này full màu hồng luôn. Đây, chuyển lại bản đồ vệ tinh nè. Đó, thì phía sau nhà là cái vườn cao su. Đây, full màu hồng luôn nha cô chú anh chị. Cái vườn cao su cũng được lên thổ cư luôn. Đó, cho nên là cái nhà vườn đang cần bán nè, hiện tại là 100% là đất cái lâu năm ha. Chúng ta có thể lên thổ cư được. Thì hiện tại đất này là cây lâu năm 100% luôn. Nhưng mà test trên bản đồ dự thảo quy hoạch là lên được full thổ cư luôn nha cô chú anh chị.
Đó, chúng ta có thể lên 100 mét vuông thổ cư, 200 hoặc là lên hết 100% thổ cư luôn cũng được ha. Thì bây giờ chị Uyên bán nhà đất này với giá là 1 tỷ 230 triệu. Đây là hai số điện thoại của chị Uyên, chủ nhà, để cô chú anh chị liên hệ nha. Số đầu tiên là 0934 68 93 93. 0934 68 93 93. 0934 68 93 93. Số thứ hai là 03456 58373. 03456 58373. 03456 58373 là hai số điện thoại của chị Uyên, chủ nhà ha. Rồi, bây giờ Tấn sẽ vô đóng cửa đầu lại và sẽ quay đường xá, dân cư và tiện ích vòng vòng đây cho cô chú anh chị coi nha. Xin mời. Đây, bây giờ Tấn sẽ quay từ ngay trạm y tế xã Long Phước, ngay bên cạnh công an, ủy ban xã Long Phước, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Quay chạy vô nhà vườn của chị Uyên kêu bán nè, cho cô chú anh chị coi ha. Nhà vườn này diện tích đẹp nha cô chú anh chị, đúng 700 mét vuông luôn. Đây là ủy ban xã nè cô chú anh chị ơi. Đó, nhà vườn cách chỗ này có 500 mét à. Cái đường mặt tiền của đất của nhà đó là đường thông. Đó, hai đầu là nó đều thông ra đây luôn ha. Nếu đi thẳng cái hướng anh chị đang nhìn nè, đó là ra trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng, ra xã Long Giang, ra tỉnh lộ 786. Còn đây là cái trường mẫu giáo nè cô chú anh chị, trường mẫu giáo Long Phước, trường rất là lớn luôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vô cặp bên hông của ủy ban xã Long Phước, vô cái cổng chào ấp Phước Đông. Đó, cái ấp tên là Phước Đông. Đây là bên hông của ủy ban xã nha. Công an rồi xã đội là ở trong đây luôn nha cô chú anh chị. Rồi, nói chung vị trí dễ biết ha, đường bên hông xã nè. Rồi, vừa quẹo vô là có cái trường học. Đó, ngoài đầu đường này là trường mẫu giáo, còn đây là trường cấp 1 và cấp 2 luôn này cô chú anh chị. Tiểu học và trung học cơ sở. Mà có tới hai cái trường giống vậy luôn nha. Trường liên cấp mà hai cái trường, đây bên đây cũng trường tiểu học và trung học cơ sở luôn. Đó, mình không biết sao người ta không chia ra mỗi trường là trường tiểu học và cái trường là trường cấp 2 đi cho dễ ha. Ở đây người ta gộp chung lại mà có hai cái trường sát nhau luôn. Rồi, chạy thẳng vô khoảng chừng 200 mét thôi. Tới cái ngã tư là mình sẽ quẹo phải. Ở đây nhìn thẳng là thấy núi Bà Đen nè cô chú anh chị. Đây, vô tới cái ngã tư nè là mình sẽ quẹo phải liền nè. Còn nếu quẹo trái, ồ quên, ngay ngã tư này mình quẹo trái nha. Ngay ngã tư quẹo trái. Còn nếu quẹo phải thì nó thông lại cái đường liên xã lúc nãy. Đường có đèn đường, đây chính là cái đường mặt tiền của nhà vườn đang cần bán nha cô chú anh chị. Đó, đường này lộ giới là 20 mét nè, rất là tuyệt vời luôn nha. Vô khu dân cư nè. Đó, từ ngã tư đó chạy tới 250 mét thôi là tới nhà của chị Uyên kêu bán bên phía tay phải. Đây, nhà hàng xóm kế bên nè, mới xây nè. Ở đây mình thấy nhà mới xây rất là nhiều luôn. Rồi, đối diện với nhà cái cổng màu trắng nè. Đó, thì nhà chị Uyên là bên tay phải, cái cổng cũng màu trắng luôn. Rồi, mình sẽ chạy thẳng ra cái đường này cho cô chú anh chị coi cái đường nó thông nha. Tới ngay trước là có cái khúc cua nè. Cái đường nhựa nó cua sang trái thì chúng ta chạy theo đường nhựa ha. Trong đây là có quán cà phê, tạp hóa đâu nha anh chị. Rồi, bây giờ cứ chạy thẳng thôi.
Rồi ra tới đường Liên Xã rồi nè cô chú anh chị ơi. À, quẹo phải á, là vô cái cụm công nghiệp Long Phước Ninh Đèn. Còn bây giờ mình quẹo trái là quay trở lại Ủy ban xã với lại mấy cái trường học khi nãy nha. Nếu cô chú anh chị bạn thích video này thì bấm thích, và thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm đăng ký. Nhớ bấm đăng ký kênh để xem nhiều video khác nữa nha cô chú anh chị ơi. Tấn quay là chính chủ, không có qua trung gian nha. Nên cô chú anh chị bạn liên hệ là gặp trực tiếp chủ nhà, chủ đất luôn. Đây, quay trở lại trạm y tế và ủy ban xã. Đó, nãy giờ mình chạy giống như vòng tròn nha. Rồi, đây là trường Mẫu Giáo Long Phước. Đó, Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây nha. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt.